Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.167 ca, số ca nhiễm ghi nhận trong ngày là 3.301, 190 bệnh nhân COVID-19 đang phải thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.444.927 ca COVID-19. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.167 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.348.304 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 190 ca. Ngày 12 tháng 9 ghi nhận 2 ca tử vong tại Cao Bằng 1, Hà Nội 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.132 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.